rồi, xin chào tất cả mọi người. Mình Phước Sửu. Dạ, mình là Mít Hường Nhà Bè. Đúng rồi, hai tụi mình hôm nay sẽ review trải nghiệm, đánh giá xem cái dự án ZS Nhà Bè đang trong cái thời điểm gọi là bàn giao nhà có những cái gì là hấp dẫn hay không, và khách hàng có tìm tới gọi là mua để gọi là chọn cái nơi ở và cái nơi gọi là sinh sống đầu tư sinh lời thời điểm này hay không Hường nhé. Dạ. Rồi mình mời Hường đây nào. Hường ơi, cho mình hỏi một tí xíu đó, thì Hường làm cái nghề môi giới tại Nhà Bè này á, cái khu vực bất động sản tại đây lâu chưa? À, dạ em thì vào nghề bất động sản cũng được 5 năm rồi. 5 năm dạ, rồi phải không? Dạ. Chủ yếu là thị trường Nhà Bè là chính. Đúng và rồi. Tập trung mà đánh mạnh cái dự án ZS Nhà Bè. Vì rồi, đây là cái trái tim của Nhà Bè. Dạ. Dạ. Rồi cái cảm giác của Hường suy nghĩ về cái dự án này thì như thế nào? Đây có phải là tâm điểm của Nhà Bè và đây là một cái dự án gọi là trọng điểm và gọi là thu hút cực kỳ giới đầu tư vào đây hay không? Dạ, Nhà Bè thì do là cái hạ tầng chưa được tốt lắm anh, nhưng mà vị trí thì là vào quận 1 cực kỳ gần. Khi mà cái dự án mà ZS Nhà Bè này mà hình thành xong á thì Nhà Bè sẽ trở thành một cái tâm điểm của khu Nam, theo em nhận định như vậy. Đúng rồi, như Mít Hường nhìn thấy là đây là một cái cách bàn giao nhà của chủ đầu tư ZS. Đây là một chủ đầu tư ZS ENC, là một cái tập đoàn của Hàn Quốc, và họ khá nhiều cái công trình họ đã hoàn thiện. Họ đã đứng trong một trong những top rất là lớn tại Hàn Quốc, và đồng thời ở Việt Nam mình họ bàn giao một số cái công trình hạ tầng mà gọi là rất là trọng điểm và đã đưa vào hoạt động rồi, giống như là cái đường Phạm Văn Đồng nè, cầu Vạm Cống nè, rồi họ đang làm cái tuyến metro số 1 gọi là chất lượng rất là tốt luôn. Thì cái dự án ZS Nhà Bè này á, thì theo như Hường đánh giá thì cái mức độ bàn giao của cái dự án này tốt hay không, và theo như Hường và khách hàng cảm nhận khi nhận nhà ở đây thì Hường thấy như thế nào? Dạ em thấy là cái thời gian mà họ thi công á rất là nhanh. Mới cũng vừa mới thi công một thời gian thôi mà coi như là đã bàn giao được cái phân khu 1 này rồi. Nhà thì thiết kế rất là đẹp, màu sắc trang trí cũng rất là thời thượng ạ. Đúng rồi, một cái phong cách gọi là bán cổ điển phong, kết hợp vừa cổ điển và vừa hiện đại. Này, làm cái mẫu nhà này theo như Phước Sửu nghĩ đó là một cái mẫu nhà không bao giờ lỗi thời phong. Khá đẹp phong Hường. Dạ. Phước Sửu và Hường là đang đi dạo vào một cái dãy gọi là nhà phố 7x17. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì nói là nhà phố nhưng mà nó giống như những cái căn biệt thự mini phải không? Và đặc biệt ở đây khi mà bàn giao á, thì Mít Hường nhìn thấy thì chủ đầu tư bàn giao như vậy thì có ok hay không? Và những cái cảnh quan ở đây thì nó có thoáng và có đẹp, và những cái cây thấp tầng cao tầng như vậy nó có phù hợp với là cảnh quan hay không? Dạ, theo em thấy thì theo thiết kế là có nhiều công viên, cây xanh và có những cái mảng xanh, đặc biệt là gần được các con sông thì không khí ở đây có vẻ là rất là mát mẻ và rất là hài hòa. Dạ, nhà nào thì cũng có cây xanh, đường xá thì rất là đẹp. Đúng rồi, chủ đầu tư này á không phải là chú trọng vào một cái ngôi nhà để ở là có đầy đủ những tiện ích bên trong, và ngoài cái vấn đề đó ra thì họ còn chú trọng đến một cái cảnh quan cực kỳ đẹp. Như Mít Hường nhìn thấy ở đây nè, nhìn phía trước của mặt của Phước Sửu và Mít Hường á thì một cái cung đường, và ở đây thì hai bên trồng rất nhiều cây xanh nè, và đặc biệt là trồng những cái cây tán cao. Và khi mà Mít Hường và Phước Sửu có thể là dạo vào cái phân khu bên trong này thì những cái căn bên này là biệt thự song lập 10x20 đó Mít Hường. Thì ở đây thì đường xá khá thoáng, vỉa hè thì rất là rộng rãi, và đặc biệt là chủ đầu tư dành cho những cái lối gọi là quay xe đầu xe nè Mỹ Hường, rất là thoáng mát, là cảm giác như là sông thoáng, giống như một ở trong những cái căn biệt thự là nhiều cảnh quan sân vườn á Mỹ Hường ạ. Dạ, theo cái phong cách ở đây là phong cách Hàn Quốc, có vẻ là thiên về cho người dân sinh sống, có thể sinh hoạt đi bộ và hưởng cái không gian giống như là nghỉ dưỡng. Ở đây quá tuyệt vời. Như Phước Sửu đang bay lấy cam thì có 4 công viên 4 mùa, xuân hạ thu đông thì sẽ có những mỗi mùa sẽ có những một loài hoa khác nhau. Và ở đây thì như Phước Sửu nhận thấy là có đến 3 clubhouse, mà khi quý cư dân mà vào đây mình có thể sở hữu thì mình sử dụng những cái tiện ích cực kỳ hấp dẫn, mà đặc biệt là free cho khách hàng luôn. Free hả anh? Đúng rồi. Wow.
Miss Hường cảm nhận như thế nào khi mà Nhà Bè mình có một cái khu dân cư đẳng cấp và có những cái tiện ích bậc nhất tại Nhà Bè như thế này? Dạ, thì hiện tại em là một cư dân của Nhà Bè. Dạ. Và khi mà cái dự án JGS này hình thành á, thì em cảm thấy là giống như mình tự hào hơn vì mình là dân cư ở Nhà Bè, một cái nơi mà đáng sống ở khu Nam. Đúng rồi. Đây là một trong những căn nhà mà quý cư dân đã đưa vào là nhận nhà và chuẩn bị làm về nội thất. Thì có khá rất là nhiều sản phẩm đang gọi là chào bán tại đây. Và đặc biệt thì đang gọi là làm vào tiến độ gọi là hoàn thiện nội thất. Thì quý anh chị cần thêm nhiều cái thông tin hơn nữa về những cái căn nhà bán tại nơi đây, và để sở hữu cho mình một cái sản phẩm biệt thự gọi là sân vườn cực kỳ đỉnh tại Nhà Bè, thì đừng quên inbox cho Phước Sửu và Mỹ Thường nhé. Và đặc biệt là quý anh chị có những cái sản phẩm cần giao dịch, chuyển nhượng, bán lại thì cũng inbox ngay, và đội ngũ bên mình sẽ là ra hàng nhanh chóng hơn cho quý anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.